Nó thưa, nó thưa mà nó cùi cùi mà trái nó dữ. Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay vô bò hái cà pháo của chú anh chị. Thì sáng giờ giờ mình với bà cô hái từ trên đó xuống tới đây rồi. Còn có mấy cây nữa xong. À, thì cái chuyến vừa rồi là hái được 52 kg. Chuyến này nãy giờ thấy vợ mình nó chắc đằng kia cỡ 8 bịch rồi. 8 bịch rồi với một xô nè. Viên kia cũng ký mấy 2 ký rồi. Thì cái chuyến rồi hái được 50 ký. Chuyến này thì chắc cũng đẹp đẹp 90 ký á cô anh chị. Cách có 5 ngày hái thôi. À, đây là cà pháo trắng giòn nha cô chú anh chị. Cà này thì nó dùng trồng chơi chơi thôi, cũng có hái thiệt nha cô anh chị. Thì giờ giờ mình thấy còn có 1 cây 2 cây nữa là xong. Tại sáng giờ có công chuyện rồi không có vô nên vô tới thì hái cũng đã xong rồi. Chơi chơi hái cà mà kêu chuyến sau mình nhổ lên chổng gốc lên trời đó cũng chị tặng cho dễ hái chứ dịch dịch thì lâu hết sức bà cô mình này. Thì bởi vì trái cả đống mới lâu nè. Trời. Trời, hai ba trái bự rồi cái cây đó đó. Trời, trái nó bự chà ba, muốn cái vàng chứ. Thôi, hai mà nhỏ, hai nó cùi cùi vậy chứ trái bự bự không nha con chị coi nè. Nè. Rồi thì bây giờ hái đã xong nha con chị. Ở đầu trên thì nó hơi dày, còn xuống đây có mấy cây à. Mà chiếc này hái cũng 90 ký chắc cũng ok lắm rồi con chị. Nó thưa mà nó cùi cùi mà trái nó dữ. Thì mấy cái bạch cà mình để trên kia nha con chị. Tính ra ba cái cà này trái ghê luôn á con chị. Là khẩm mới cách có 4 ngày trước mà nó 50 mấy ký, chứ này lên cỡ 90 gần cả 100 á. Đây nè, cái năng suất nó cao lắm. Tại cái này hái mới cái chuyến thứ tư thôi, hái cái chuyến về sau thì nó ấy ha. Là khẩm một cái bịch này là mình cân ít ít là nó phải 12 ký rồi, còn chiếc này mình vô bịch bự 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 không à. Bự bự cả này là tại nào phải 10 mấy ký bịch. 2, 4, 6, 8 8 bịch với 1 xô 8 bịch với 1 xô. Là nhiêu đây phải tại nào phải 90 ký nha cũng vậy. Mấy này hơn 10 ký không? Thì hơn, thì hộp cái bịch nhỏ nhỏ, bịch xanh xanh vô nhỏ nhỏ mà nó ấy mà. Rồi thì cô chú chị các bạn có trồng cà pháo trắng giòn thì hãy liên hệ với kênh Quỳnh Thị Tinh Vlog nha. Video mình quay mình để cho bạn Quỳnh Thế Tinh Vlog đăng ha. Ok rồi, chào, hẹn gặp lại cô chú chị các bạn vào video tiếp theo của mình nha.